Xin chào mọi người nha. Chào Bảo Bảo, chào Bình Chu, chào Nguyễn Công Vượng, chào Đệ nha. Hôm nay nhân tiết Vu Lan để tưởng nhớ được những đấng sinh thành, thì Văn Trung sẽ hát một bài hát văn về người mẹ. Và hôm nay là cái tiết Vu Lan, cho nên là chúng ta, những người cha, người mẹ, những cái đấng sinh thành của chúng ta, và chúng ta nên biết khi còn sinh thời thì chúng ta nên biết nâng niu và chăm sóc bậc sinh thành của chúng ta, để sau này đấng sinh thành của chúng ta có mất đi rồi thì chúng ta cũng thấy lòng thanh thản. Và hôm nay Văn Trung hát tặng mọi cả nhà bài hát Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa, thơ của Nguyễn Duy. Bần thần hương huệ thơm đêm, khói nhang vẽ nẻo đường lên chân nhang lấm láp cho tàn, xăm xăm bóng mẹ trần gian đào nón mê thay nón quai thao đội đầu rối ren, tay bí tay bầu lì rối ren, tay bi tay bầu vây nhuộm bùn áo nhuộm đau bốn bùa cái cò, súng chát đào chua ý. Cái cỏ sung chát đào chua câu ca, mẹ hát gió đưa về trời ta đi,
trọn kiếp con người. Ta đi chọn kiếm con ni người vẫn không đi hết mấy lời mẹ ru bao giờ. Cho đến mùa thu bao giờ cho đến mùa thu cháy hồng, cháy bưởi đánh đuôi giữa rằm bao giờ, bao giờ cho đến nay tháng năm, cho đến tháng năm ai. Bao giờ cho đến tháng năm mẹ ta trải chiếu ta năm đêm sao ngân hà chảy ngược lên cao hội. Ngân hà chảy ngược lên cao quạt mò vỗ khúc nghêu ngao thăng bầm bờ ao, bờ ao đom đóm này chập chờn, đom đóm chập chờn ai. Bờ ao đom đóm chập chờn trong leo leo những vui buồn xa xôi mẹ ru, mẹ ru cài lẽ ở đời à. Mẹ ru cài lẽ ở đời, sữa nuôi phần xác, hát nuôi phần hồn. Bà ru mẹ, mẹ ru con, liệu mai sau các con còn nhớ chăng? Nhìn về quê mẹ xa xăm lòng ta, chỗ ướt mẹ nằm đêm mưa bao giờ.
cho đến ngày xưa. Bao giờ cho đến ngày xưa miệng nhai cơm búng lưỡi lừa cá xương ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa. Xin hết bài Ngồi buồn xứ mẹ ta xưa của Nguyễn Duy. Cảm ơn tất cả mọi người nha. Chào cả mọi người nha. Tôi nay người dưới thoải tiền nghiêm đường, trước đã định duyên dài kỳ khăng khăng giữ đạo tùy sau trước. Khăng khăng giữ ơi đạo thủy sau trước chẳng ngờ chàng tính nước lòng mây bỗng không gấp lửa bỏ thay. Bỗng không gấp lửa bỏ tay gieo oan này thật ni tiết đêm đây mười đông phiền quân tử tin thông nhạt cả ni. Phiền quân tử ơi nghe tin thông nhãn cá duyên sự này thiếp hai đơn sai chàng rằng hẳn được như nhời. Chàng rằng hẳn được như lời xá chi về rộng sông dài quản đâu nhờ đèn nguyệt đi đêm thâu soi tỏ. Thank you.
nhờ đèn nguyệt đêm thâu soi tỏ dải tấc lòng, nhờ có cao xanh Hàn Sơn, Hàn Sơn nghe vắng tiếng chuông ngô kình. Đền Bảo Hà ơi ai là nơi thắng tích ông Bảy Hoàng, thực đích nhi trung quân lúc sinh thời, sinh thời làm tướng trung ngô thần. Sinh thời làm tướng trung y thần tất lòng yêu nước này, tất lòng yêu ơi nước thương dân đi hãy còn đi, dẫu bề cạn đi non mòn này cũng quyết đi. Dẫu bể cạn ơi ai non bòn cũng quyết thử ra tài, cho biết ni uy danh uy gia xuất thánh nhập ô thần ni. Tẩu song tiên tiêm bạc hộp ngà, đèn pha lê khay vân mộng chén trích ly các cô pha trà. Các cô pha trà liền từ tầm chuốc chén nô lòng quỳnh tiên, các cô chuốc chén trà ô long, tay cô nâng bình ngọc, các bạn thiên dưng ông chén ô vàng.
Hiến thượng kim bàn chấn xa ô long ông bảy hiến ni thượng kim bàn mẫu đơn dương trà long tình khi thanh nhàn hoàng hiến nên vui có hồng trà các cô chuốc chén để nâng ô mời đinh hương mỹ vị đủ bụi kia chân a chân a chân ngọt bụi kỳ chân vì chẳng phong sương ha chẳng nhàn nung gan thành sắt luyện tiên vì vũ sao trúc trời mây khói kỳ cục thấu canh đất nổi tuệ nhật sáng soi lòng dũng kiệt cương thường nặng gánh dạ sắt son đượm mùi phong nguyệt nước non non ni để mê cuộc tùy cuộc hồn xưa phù dung ơi hồn hiện ở đâu đây nhường như ngọn cỏ cành cây la đà hay còn hay còn xót nguyệt thương hoa mười hai các cô đâu mau mau ra tiêm thuốc quạt nước pha trà để giữa quan hoàng bày rơi nhân này lên đất ni hà bảo hà nếm mùi phong nguyệt đỏ
là cảnh thần tiên ni sang ngủ sang ngủ liêu phàn cổ tiên ni cảnh thần tiên trên bảo hà ô tiên ni cảnh thần tiên trên bảo hà trần ai chi kỳ khách thải tình hồ dễ mây ai hay cõi nhân sinh vạt sâu ngàn này dạy cung lụy không say cũng y tục lệnh sai thập nhị các cô tiên nàng cô nào việc ấy đó sắp sửa sang ra đứng hầu tiên cô nàng cả cô vào pha nước ra tàu thế là vừa ý ông bầy gật đầu hoàng ban ni khen tiên cô nàng đôi cô vào dâng bộ khay đèn xe ngà diệt sứ bộ móc tiêm bằng vàng tiên cô nàng ba cô vào dâng hộp thuốc ngang thế là vừa ý bóng ông bảy hoàng trên đất sơn ni lâm tiên cô nàng tư cô vào đốt ni đỉnh nhang trầm cô nàng tư cô vào đốt ni đỉnh nhang trầm ngọn đèn cô khêu cho tỏ tay ông bảy cầm điếu thuốc nghi tiêm tiên cô nàng năm mi dâng mi hộp bánh nguyên cô nàng năm cô vào dâng hộp bánh nguyên nghi kẹo xìu thuốc lá thật là cảnh tiên ai dám bị tiên cô nàng xấu tính nét cô nhu mì dâng ông một con ngựa xám để ông bảy đi chấm đồng tiên cô nàng bày dâng mi chiếc đàn thống nghi miệng ca tay gầy đàn u âm nghe nõn nà tiên cô nàng tám cô vào dâng chiếc lược ngà
hai tay chảy chuốt trông mới thật là cô khéo tay. Tiên cô nàng chín yêu điệu ai tày, cô nàng chín tiên cô yêu điệu không ai tày. Hai tay cô xách một đôi giày vào hầu ông đi. Tiên cô nàng mười thắt ni dài lưng hông, cánh ba giờ tí cầm chiếc đèn lồng cô bước đi ra. Tiên cô mười một cô vào quạt nước pha trà, ấm tiên bình ngọc có đôi tay ngà cô dâng lên. Tiên cô mười hai cô vào trài chiếu chia bài, cảnh tiên quan hoàng bấy ngự thiền nào đố ai dám sánh cùng. Xin chào mọi người nhé. Hết rồi.